Tập 6. Mẹ, ở bên ngoài gió mạnh lắm sao mẹ? Có gió mạnh cái gì chứ? Hả? Bây giờ mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng? Mẹ, làm cái gì vậy? Qua đây, qua đây. Mẹ ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi mẹ. Trời ơi. Mẹ, mẹ, mẹ có biết tối qua Văn Hình ở bên cạnh ai không? Ai vậy? Trần Nghi Lâm. Hả? Trần Nghi Lâm? Không có, không có, không có gì hết. Họ chỉ ở bên nhau thôi, đi ăn cơm rồi xem phim với nhau, sau đó ở trong rạp suốt đêm. Trời ơi, ở lại suốt đêm như vậy thì có chuyện xảy ra rồi. Con có biết bây giờ Trần Nghi Lâm đã đổi tên thành Trần Tiếu Phi không? Cậu ta chính là chồng của Lâm Đa Mỹ đó. Lúc nãy mẹ tới nhà họ Lâm đã gặp được mẹ cậu ta, còn đánh lộn với nhau nữa. Trời ơi, đây chính là nghiệt duyên mà. Chính là nghiệt duyên. Chính là nghiệt duyên mà. Mẹ, lúc nãy mẹ tới nhà họ Lâm gặp mẹ của Nghi Lâm sao? Vậy là Văn Hinh và Đa Tuấn hết hy vọng rồi. Tuyệt đối không được chia tay. Còn hãy nghĩ xem, mẹ khó khăn lắm á, mới nuôi nó khôn lớn. Cứ tưởng á, nó gả vào gia đình giàu có thì mẹ sẽ được hưởng phúc. Con vịt đã đem đi nấu không có được, để cho nó bay mất. Mẹ để Văn Hinh về nhà đó chính là để cho em ấy sống với Trần Nghi Lâm trong một mái nhà. Như vậy làm sao mà sống được? Trời ơi, lúc trên đường về nhà mẹ cũng có suy nghĩ đến chuyện này. Vì vậy cũng hết cách rồi. Có thể bắt nó một mắt nhắm một mắt mở. Đây là số phận của nó. Vấn đề là Văn Hinh sẽ không chịu về nhà đó đâu. Chính vì như vậy, cái miệng nhiều chuyện của con, giữ kín chuyện này giùm cho mẹ, không được để lộ ra ngoài bất cứ tin gì ha. Nếu không mẹ sẽ xé rách cái miệng của con. Tới lúc tụi nó kết hôn xong, dù không muốn cũng đành chịu. Mẹ, chỗ này của mẹ là nghiêng mực của Khổng Tử. Là ý gì vậy? Xấu bụng đó. Mẹ cũng đâu có muốn như vậy đâu. Nếu như mẹ không xấu, nó không lấy chồng, nó không lấy chúng ta sẽ không được hưởng phúc. Mẹ, hôm nay không phải mẹ đem bánh cưới tới nhà Đa Tuấn sao? Đưa rồi. Mẹ, đầu tóc của mẹ sao lại rối vậy chứ? Trên đường về nhà mẹ gặp phải ngay con chó điên. Có cắn trúng mẹ không? Không có cắn trúng, nhưng mà mẹ đã cắn nó. Không sao thì tốt. Rốt cuộc mình có nên nói cho Tiếu Phi nghe chuyện này không? Nếu nói cho Tiếu Phi nghe, chắc chắn sẽ lo. Nếu không nói cho Tiếu Phi nghe, dù sao sớm muộn gì nó cũng biết thôi. Hơn nữa, nói hay là không cũng không thể ngăn cản Dương Chi Hàm vào nhà họ Lâm. Mặc kệ nó làm gì thì làm, dù sao cái gì đến ắt sẽ đến. Con mình thông minh như vậy, nhất định sẽ có cách giải quyết. Cuộc hôn nhân của Dương Chi Hàm nếu không được tham dự, để tránh thêm rắc rối. Ba, chuyện công ty ba không cần phải lo. Đã có con và Tiếu Phi, ba phải chú ý nhiều tới sức khỏe. Đừng quên uống thuốc đúng giờ đó. Ba biết rồi. Ba, mẹ, con về rồi. Mới về hả? Vợ con đang bệnh có biết hay không? Bệnh sao? Để con lên xem Đa Mỹ. Suốt đêm qua con không có về nhà. Thật ra con đã đi đâu? À, tối qua con tăng ca làm tới khuya, cho nên không có về được. Hả? Ơ, hôm qua anh cũng rời khỏi công ty rất trễ. Hình như là không nhìn thấy em. À, em bận chuyện ở công trường. Hôm qua em đã tới công trường, gặp mấy hộ giải tỏa, thảo luận với họ tới tối. Em lại không dám lái xe vào ban đêm, cho nên đã ở lại công trường làm việc thêm mấy tiếng nữa. Ờ, về phía công trường cũng may là có em. Hiệu suất rất cao. Anh đang bận chuyện kết hôn mà.
Em phải làm nhiều hơn chút chứ. Vất vả cho em rồi. Không có gì. Tiểu Phi làm việc lúc nào ba cũng rất yên tâm. Việc nên làm mà ba. Bận không phải là cái cớ. Gọi một cuộc gọi về nhà cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ là có lòng hay không thôi. Mẹ không hy vọng sau này xảy ra chuyện tương tự nữa. Sau này cho dù như thế nào, cần phải thông báo cho người nhà biết. Nhất là phải thông báo cho vợ của con biết, để tránh cho cả nhà đều lo lắng cho con. Ba mẹ, lần này con đã sai. Lần sau không dám, lần sau không dám. Con lên lầu đi. Mau lên đi. Mẹ, đừng có nói gắt gỏng như vậy. Được rồi, không có gì. Đàn ông mà. phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Nè, ngủ rồi sao? Em yêu, anh biết em chưa ngủ, đừng làm bộ nữa. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi em yêu. Ai là em yêu của anh chứ? Sao vậy? Giận anh hả? Tối qua anh đi đâu vậy? Tối qua anh ở bên công trường, có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Nên anh tìm khách sạn ở gần đó, ngủ lại qua đêm. Em giận anh hả? Thật sao? Là thật đó, anh thề với em. Em gọi cho anh không chịu bắt máy. Anh mệt quá. Anh tới khách sạn đó, vì nằm xuống đã ngủ mất rồi. Sáng hôm nay anh tỉnh dậy, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của em. Anh đã gọi lại cho em rồi, nhưng em lại không bắt máy. Sau đó anh tới công ty tìm em, lại không thấy em ở đó, làm anh rất lo lắng đó. Người ta mệt tới nỗi phải nằm viện, làm sao mà nghe máy của anh chứ? Nằm viện sao? Sao vậy? Bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói tại vì em quá mệt, nghỉ ngơi nhiều sẽ hết. Em yêu, hai ngày nay em ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đi làm nữa. Em đã kiệt sức rồi. Hôm qua em không phải tới lớp làm bánh sao? Đúng vậy, em đã tới lớp làm bánh. Em đã đăng ký làm tình nguyện viên. Một mình em phải làm tới 300 mấy cái bánh nữa, suýt là mệt chết luôn á. Tối qua em định gọi anh tới tiệm để mà phụ em, nhưng anh lại không chịu nghe máy. Được được được, em yêu anh sai rồi. Em yêu tội nghiệp của anh, một mình làm tới 300 mấy cái bánh lận. Mua mua. Tin nhắn của ai vậy? Là mấy nhà giải tỏa, khó khăn lắm mới thỏa thuận xong. Hôm qua mới bàn xong điều kiện, hôm nay lại muốn thay đổi rồi. Từ từ nghĩ cách về. Ông xã, vất vả cho anh rồi. Bà xã, dù mệt thế nào anh cũng không mệt. Bởi vì em, anh cam chịu. Thật ra em biết anh đang nói dối. Em biết rồi sao? Em biết anh đang lừa em. Hôm qua có phải anh đi uống rượu với khách không? Trên người anh toàn là mùi thuốc lá với rượu. Anh lại muốn nói dối em. Em cũng biết đây là một phần trong công việc của anh. Em có thể hiểu cho anh. Trước đó đã vì những chuyện như vậy cãi nhau với anh, lại bị ba nói em nữa. Nếu như sau này anh phải đi ra ngoài để tiếp khách, anh cứ nói với em, nói thành thật ra, đừng có nói dối. Anh không biết anh không thể nói dối hay sao? Cứ nói dối là bị em biết ngay à. Được. Anh chỉ có em hiểu anh thôi. Ông xã, em xin lỗi. Anh đã hy sinh rất nhiều chuyện vì em. Em vẫn không hiểu cho anh, còn nổi giận với anh nữa. Không không không, dù sao cũng là lỗi của anh. Bà xã, anh sau này anh sẽ không gạt em nữa. Ông xã, anh vào trong tắm đi, thay bộ đồ khác. Được rồi.
Cảm ơn bộ phim trễ hẹn của anh. Sau khi nhắn xong tin này, em sẽ xóa số của anh. Anh cũng xóa số của em. Giữ gìn sức khỏe, đôi bên hạnh phúc. Chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tại sao gặp lại anh vào thời điểm này? Em đã sắp kết hôn rồi, còn anh thì đã sớm lấy vợ. Mặc dù quá khứ đối với em rất quan trọng, nhưng bây giờ anh cũng không thể ảnh hưởng tới quyết tâm của em. Không có bất cứ chuyện gì có thể phá hoại hôn nhân của mình. Không thể, tuyệt đối không thể. Mình nhất định phải hạnh phúc. Thế nào, có hài lòng không? Bố trí rất tốt, không hài lòng được sao? Quyên à, anh thấy con gái có thể làm người lập kế hoạch cho đám cưới đó. Đúng vậy, Đa Mỹ. Con đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy, mẹ tin chắc Đa Tuấn nhìn thấy nhất định sẽ rất hài lòng. Dĩ nhiên rồi, anh về văn hình hẹn hò con đã chứng kiến từ lúc đầu. Bây giờ anh chị kết hôn, con là người lo lắng hơn bất kỳ ai, vui mừng hơn bất kỳ ai. Mẹ biết mà, anh con và Văn Hinh có thể bước tới ngày hôm nay, công lao của con là lớn nhất. Con cũng thấy vậy. Tiếu Phi ở đâu vậy? Sao tới giờ vẫn chưa thấy nó? Hôm nay gia đình tổ chức một sự kiện lớn như vậy mà nó còn tới trễ. Nó hứa với mẹ sẽ chăm sóc cho con tốt. Con xem, để cho mình con làm việc mệt mỏi như thế này. Mẹ, con không có mệt. Đa Mỹ à, bà xin lỗi, hôm nay công ty đột nhiên có chút chuyện, bà đã bảo Tiếu Phi đi lo giải quyết rồi. Không sao đâu ba. Mẹ, lúc nãy Tiếu Phi gọi điện cho con, nói là sắp đến đây, mẹ cứ yên tâm đi. Thôi hãy quên đi, hôm nay mẹ không muốn nổi giận gì nó. Vậy còn chị Xui thì sao? Sao tới bây giờ chưa tới nữa? Con nghĩ mẹ quá căng thẳng rồi, bây giờ còn sớm mà. Tất cả mọi chuyện của Văn Hình đã sắp xếp xong, mẹ đừng có lo nữa. Được rồi, đừng gấp, giờ vẫn còn sớm hả? Đúng là làm rất tốt. Càng nhìn càng thích. Nhìn tấm hình đó, đúng là đẹp đúng không? Rất tốt con à. Mẹ nhìn bông hoa này có phải rất đẹp hay không? Cách ăn mặc của con có phong thái con nhà giàu không? Lúc con ra ngoài mẹ đã nói với con rồi, con cài quá trắng làm cái gì vậy? Bây giờ đi tham dự lễ cưới không phải là dự đám tang đâu. Trời ơi, mẹ cũng mặc bộ váy màu đen thôi, chúng ta cũng giống nhau thôi. Năm nay thịnh hành mặc như vậy mà. Trời ơi, con nói đi, đây là dài gì vậy? Mua 10,000 đúng là đồ dởm. Con coi chân của mẹ phồng rập hết rồi. Trời coi ơi đi. Mẹ, trời sao cỡ dễ đây vậy? Mau mang vô đi, bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu. Con nói đi, cả hai chúng ta đã xả thân vì Văn Hinh, sau này nó sẽ đền đáp hai mẹ con mình thật tốt. Đúng, trễ giờ rồi, chúng ta mau đi thôi mẹ. Trời ơi. Hello anh chị Xui. Xin chào. Hi. Trời ơi, cẩn thận mẹ. Không sao chứ chị Xui? Không sao. Chị à, sao chị tới trễ vậy? Phải. Trời đất, cái hộp kim cương gì mà lớn dữ vậy?
Chị Xui à, mời chị vào trong. Ok ok. Ôi trời ơi. Mẹ, con không có nằm mơ chứ? Sao cảnh tượng này giống hệt như trong phim vậy mẹ? Mẹ, mẹ nhéo con cái coi. Nhéo cái coi. Con này thiệt là đau quá. Như vậy là thật rồi. Không ngờ con cũng có thể tham dự hôn lễ lớn như vậy. Con nghĩ xem, ở đây phải tốn bao nhiêu tiền vậy? Đây mới là hôn lễ trong mơ của con. Con ngưỡng mộ Văn Hinh thiệt. Số nó quá hên, lấy người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có. Mẹ, mẹ nghĩ hôm nay ở hội trường kết hôn này chắc là sẽ có rất nhiều bạn bè của Lâm Đa Tuấn, đúng không? Chuyện này dĩ nhiên rồi. Vậy trong đó chắc chắn sẽ có người độc thân. Đúng vậy. Hay quá. Vậy cuộc sống đơn thân tội nghiệp của Giang Huệ này đã sắp được kết thúc rồi. Mẹ, mẹ sẽ đứng ở đằng sau con, bắt lấy hoa, nhận thư tình. Còn con cũng sẽ từ cô bé lọ lem trở thành nàng Bạch Tuyết, rồi có một chàng hoàng tử hôn con dậy. Từ đó trở đi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn mãi mãi. Tạm thời đừng có nói mấy chuyện này. Bây giờ tim của mẹ đập rất là dữ dội. Mẹ căng thẳng quá. Đâu phải mẹ kết hôn đâu, mẹ căng thẳng làm gì chứ? Con hãy nghĩ xem, lát nữa Trần Nghi Lâm, bạn trai cũ của Văn Hinh, chính là cậu Trần Tiếu Phi bây giờ. Cậu ta chắc chắn tới đây. Lỡ như tụi nó gặp nhau đột nhiên bức xúc, như vậy không phải là tanh bành hết hay sao? Giống như là dùng một cái rổ đựng nước vậy. Ủa trời ơi, nãy giờ con quên mất vấn đề này. Vậy phải làm sao đây? Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Phải nghĩ cách, phải nghĩ cách thôi. Nghĩ cách. Nghĩ bây giờ làm sao? Trời ơi. Nghĩ cách. Anh coi mấy giờ rồi mà sao chưa thấy mặt của Tiếu Phi vậy? Vẫn chưa tới nữa. Ba, mẹ. Tiếu Phi à, sao giờ anh mới tới vậy? Em và ba mẹ bận muốn chết luôn. Công ty có chuyện gấp không tới được. Vừa làm xong là anh tới đây nghe. Nói đi, muốn nói gì với anh? Em biết anh rất là bận rộn, nhưng mà anh hai kết hôn, chuyện quan trọng như vậy, anh không biết tìm người khác phụ sao? Không phải em thích anh tự mình làm hết mọi chuyện hay sao? Đúng là như vậy. Nhưng mà hôm nay có phải anh nhưng nên... mà cái gì? Tiếu Phi cũng là việc công ty thôi. Gia đình tổ chức tiệc cưới, cả công ty, chuyện của mình Tiếu Phi lo liệu hết. Con phải thông cảm cho chồng chứ. Ba, lần nào ba cũng bên anh ấy hết. Anh làm gì cũng đúng sao? Được rồi à, đúng rồi Tiếu Phi à. Mẹ con không tới được đúng không? Dạ phải. Hai ngày trước mẹ con đi Thông Châu vì có việc hơi gấp. Nếu đi tới đi lui sẽ rất phiền. Nhưng mẹ nhờ con thay mặt mẹ chúc phúc cho đôi tân hôn. Cho ba gửi lời cảm ơn. Con xong việc á thì mau tới đó phụ chị Xuân một tay. Một mình chị ấy khó cản đáng nổi đó. Được rồi, mau làm việc đi. Cặp nhẫn cưới này đem tới phòng nghỉ của cặp đôi, giao cho vợ chồng Văn Hinh. Xem bên đó có cần gì không. Bên này đủ người rồi. Tuân lệnh. Quá trình tiến hành buổi lễ sẽ như vậy. Trước hết là người cậu sẽ dẫn cô dâu vào. Sau đó người cậu sẽ giao cô dâu cho chú rể. Nhất định phải nhìn nhau một lúc, cố giữ nụ cười. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong đời của hai người. Được rồi, đại khái như vậy. Sau khi nói xong lời thề sẽ tới bước trao đổi nhẫn cưới. Ở trong bước này cũng rất là quan trọng. Đây là cảnh thu hút trong hôn lễ. À đúng rồi, nhẫn cưới của hai người đã chuẩn bị xong chưa? Nhẫn cưới ở chỗ tôi. Em tới rồi hả? Em vừa xong việc lại tới ngay. Nhẫn cưới giao cho anh. Tiếu Phi à, chắc em chưa gặp Văn Hinh có đúng không? Văn Hinh, đây là em rể anh, Trần Tiếu Phi. Văn Hinh. Cô tên Văn Hinh từ lúc nào vậy? Nghi Lâm, Tiếu Phi, Dương Chi Hạnh. Cô còn bao nhiêu chuyện đang che giấu tôi? Không lẽ anh là chồng của Lâm Đa Mỹ? Như vậy thật quá đáng. Sao lại như vậy? Hai người quen nhau à? Không có quen. Sao lại quen nhau được chứ? Chỉ là thường nghe Đa Mỹ nhắc tới em rể, người cao to lại đẹp trai. Hôm nay gặp được em ấy đúng là một nhân tài. Thì ra là vậy. Tiếu Phi, đừng có nghĩ em lớn tuổi hơn Văn Hinh, nhưng em phải gọi cổ là chị đó. Mặc dù chưa từng gặp nhau, nhưng mà tôi thường nghe Đa Mỹ kể rất nhiều chuyện liên quan đến anh. Sau này xin chỉ bảo nhiều. Nghe nhiều chuyện liên quan tới tôi à?
Cũng không có nhiều lắm. Em ấy chỉ nói tình cảm của hai người rất tốt. À, Đa Mỹ xem em ấy như báo vật, gặp ai cũng khen, còn bảo anh sau khi kết hôn phải học hỏi em ấy nữa. Dân Hình à, em cũng lần đầu gặp Tiếu Phi có đúng không? Trước đây Tiếu Phi rất bận, thường bỏ lỡ mất cơ hội gặp nhau. Nhưng lúc này hai người hãy làm quen nhau đi, sau này sẽ là người một nhà. Em ấy là người siêng năng trong gia đình. Tiếu Phi à, anh ra ngoài với chủ hôm trước, đồng thời đi xem thử hội trường. Em ở với chị dâu một lát đi. Được. Em yêu, anh ra ngoài trước nha. Có phải cô biết tôi làm trẻ Hội Lâm, cho nên cô cũng cố tình vào đây để trả thù tôi? Tôi hoàn toàn không biết. Lúc này tôi không hề biết anh là Trần Tiếu Phi. Nghị Lâm, anh tin tôi đi, hôm nay xảy ra những chuyện như vậy tôi rất ngạc nhiên. Không được, cô không được kết hôn. Cô không thể trách tôi ích kỷ. Đa Mỹ biết cô, tôi có nhắc cô với cổ. Đa Mỹ? Người mà Đa Mỹ biết là Dương Chi Hàm. Dương Chi Hàm đã chết rồi. Tôi là Giang Hinh, anh là Trần Tiếu Phi. Chúng ta căn bản không hề quen nhau. Mười mấy năm nay chúng ta luôn phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn. Nếu họ biết quá khứ của chúng ta, chắc sẽ không trách chúng ta đâu. Người trong nhà họ Lâm đều là người tốt, chúng ta không phải là người xấu. Ai cũng có quá khứ mà, vướng bận tới quá khứ làm gì chứ. Cô có từng nghĩ sau này chúng ta phải sống chung với một mái nhà, cô nghĩ tới không? Không có, tôi chưa nghĩ xa như vậy. Nếu làm anh thấy không thoải mái hay là ngại, tôi sẽ kêu Lâm Đa Tuấn dọn ra ngoài sống với tôi. Cô nói như vậy thì dễ lắm. Vấn đề có đơn giản như lời cô nói không hả? Giả sử như Lâm Đa Mỹ, Lâm Đa Tuấn, cả nhà họ biết được quá khứ của hai chúng ta, họ sẽ đối xử với cô thế nào? Cô sẽ như thế nào đây? Họ sẽ đuổi cô ra ngoài. Bây giờ cô hãy nói hết sự thật cho họ nghe. Dù sao cũng là người nhà, không nên che giấu. Nếu họ có thể chấp nhận được không thành vấn đề. Nếu như không được, vậy chúng ta hãy kết thúc chuyện này đi. Không đâu, tôi không chọn cái nào hết. Được, nếu như cô không nói thì tôi nói. Nghị Lâm, anh đừng nói. Tôi xin anh hãy nghĩ cho tôi với. Hãy nghĩ cho tôi với. Tôi xin gì nghĩ cho cô, nghĩ cho hạnh phúc của cô. Nếu cô bước vào nhà họ Lâm sẽ không thể nào hạnh phúc được. Nghị Lâm, Nghị Lâm, Nghị Lâm, Nghị Lâm, số của Nghị Lâm, số của Nghị Lâm. Trời ơi, mình xóa mất rồi. Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi. Đã lâu không gặp, về nước lúc nào vậy? Xin chào. Nghe nói con bà sắp kết hôn rồi. Sắp tới khi rồi, nào vậy? Gần lắm. Tôi đợi thiệp mời của bà đó. Mời qua ký tên. Được, mời vào trong. Cảm ơn. Giang Hinh, dạ. Em đã nhờ chồng em đưa nhẫn cưới cho chị rồi. Chị nhận được chưa? Vẫn chưa. Chị không thấy cậu ấy. Sao lại như vậy chứ? Em nghĩ anh không tìm thấy phòng nghỉ ngơi. Cũng tại em bận quá, quên mất nói cho anh nghe ở đâu. Hay là vậy đi, em đưa số Tiếu Phi cho chị để chị gọi cho. Được rồi, vậy em nhắn qua cho chị nha.
Nghi Lâm, Trần Nghi Lâm, anh mau bắt máy đi. Ông Phùng chào ông. Cảm ơn rất nhiều. Ê, Tiểu Phi, anh đã đi đâu vậy? Lúc nãy Giang Hinh gọi cho em nói chưa gặp được anh. À, Đa Mỹ, anh có chuyện muốn nói với em đây. Có chuyện gì vậy? Cô Lâm, chào cô. Tôi muốn thảo luận với cô về cách lát nữa tiến hành hôn lễ. Với lại cách bố trí và thiết kế hôn lễ trong hội trường. Ngoài ra xem thử chỗ nào cần dịch vụ của khách sạn nữa hay không. Tiểu Phi, vậy anh đợi em một lát, em sẽ quay về ngay. Quản lý à, tôi có chút chuyện muốn phiền anh cho sửa ngay. Là như vậy, tôi cảm thấy cái sảnh ở đây vẫn có thể. Alo, Nghi Lâm, tôi xin anh đừng nói ra mối quan hệ của chúng ta cho Lâm Đa Mỹ biết. Nghi Lâm, tôi tệ với anh. Hôm nay xảy ra chuyện trùng hợp này, tôi thật sự không ngờ tới. Trước đó tôi không hề biết Lâm Đa Mỹ chính là vợ của anh. Dù tôi nhẫn tâm thế nào, tôi cũng không thể nào lấy người đàn ông khác ở ngay trước mặt anh như vậy. Nếu như mọi chuyện có thể bắt đầu lại, tôi thà lựa chọn không quen biết Lâm Đa Tuấn, tiếp tục sống cuộc sống bình thường của tôi. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Lâm Đa Tuấn đối xử với tôi rất tốt. Từ khi anh rời khỏi tôi, anh là người đầu tiên tự nguyện dành hết tất cả tình yêu cho tôi và bao dung tôi vô điều kiện. Tôi thật sự không muốn từ bỏ. Tôi cũng muốn sống cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ Lâm, tôi xin anh đừng phá vỡ hy vọng của tôi có được không? Tôi cũng chỉ nghĩ cho hạnh phúc của cô thôi. Cô có từng nghĩ nếu cô lấy anh ấy, sau này chúng ta đều phải đeo mặt nạ để sống, phải nhờ vào diễn xuất để sống, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ thôi. Nếu vậy chúng ta tự giải quyết trước, còn mong họ tha thứ, làm gì có khi có được kết quả tốt. Dù sao điểm xuất phát của chúng ta chính là muốn sống cuộc sống tốt hơn thôi. Nếu họ không thể thông cảm, vậy tôi phải làm sao? Trong quá khứ hạnh phúc của tôi đã bị anh phá hoại. Tôi không trách anh, bởi vì tôi yêu anh. Khi anh bỏ rơi tôi tự mình vượt qua nỗi đau đó. Nỗi khổ trong lòng tôi trải qua như thế nào tôi không muốn nói cho anh nghe. Nhưng bây giờ tôi khó khăn lắm mới quên được chuyện đó để theo đuổi hạnh phúc của mình. Anh không được phá hoại như vậy. Không lẽ anh muốn em tôi ghét anh, quan trách anh sao? Tôi biết, tôi từng có lỗi với cô. Có lẽ cả đời này tôi không thể trả nổi. Nhưng nếu như cô lấy Lâm Đa Tuấn, cô sẽ phá hoại hai gia đình đó. Trần Nghi Lâm, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh, lo lắng cho bản thân anh thôi. Anh cứ nói anh có lỗi với tôi, muốn bù đắp cho tôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ xin anh một chuyện này, không lẽ anh cũng không thể làm được, không thể hứa với tôi? Rõ ràng anh biết cuộc sống ăn nhờ ở đậu của tôi khổ thế nào. Rõ ràng anh biết tôi muốn thoát khỏi mẹ nuôi tôi thế nào. Nhưng không ngờ anh còn đối xử tàn nhẫn với tôi. Không lẽ những lời quan tâm của anh đều là giả dối? Anh nói đi. Nếu bây giờ anh nói ra sự thật, vậy chỉ có một kết quả, đó chính là chia tay. Anh nghĩ sao? Ai có thể chấp nhận bạn gái cũ của chồng làm chị dâu mình? Ai có thể chấp nhận lấy bạn gái cũ của em rể làm vợ của mình? Nếu là anh có làm được không? Nghĩ Lâm, nghĩ tới việc chúng ta từng yêu nhau, anh tha cho tôi đi. Tôi hứa nhất định không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. Tôi đảm bảo sẽ tránh anh thật xa. Nghĩ Lâm, số điện thoại quý khách dự gọi không liên lạc được. Như Lâm gọi lại sau. Alo, mẹ, không hay rồi.
xong rồi. Khỏi nghĩ nữa sao? Nghĩ cũng vô ích thôi. Lúc nãy Văn Hinh gọi điện tới, nói đã gặp được Trần Tiếu Phi. Trần Tiếu Phi cứ cương quyết công khai quan hệ của họ ra. Bây giờ làm sao? Công khai? Không phải. Vậy phải làm sao? Phải làm sao? Phải nghĩ cách gì đó đi. Phải làm nghĩ sao cách, nghĩ cách. Trời ơi. Ê, hay là như vậy, chúng ta đi tìm Trần Tiếu Phi, ngăn cậu ta lại. Ngăn cậu ấy. Sau đó thì đánh cậu ta té xỉu. Đánh xỉu. Tiếp theo thì giấu cậu ta đi. Giấu cậu ta? Thôi đừng có nói nữa, mau đi tìm. Đi tìm nhanh lên. Đi đi đi. Chuyện này vui quá. Nè, tôi nói anh nghe. Cô làm gì vậy? Nhảy múa. Nhảy múa. Bị bệnh hả? Không phải cậu ta. Đi chỗ khác, nhanh lên. Anh à, sao anh ngồi đây vậy? Sao vậy? Nhìn anh có vẻ không được vui lắm. Là chuyện ở trong công ty. Lúc nãy bên công trường vừa gọi điện cho anh. Chà, công ty chúng ta rời xa chồng em xem ra thật sự không được. Nè anh yêu à, đám cưới trước đó của chúng ta đều do người khác sắp xếp. Em không ngờ tổ chức đám cưới lại phiền như vậy. Nhưng cho dù phiền thế nào, mệt thế nào, chỉ cần đó là vì anh hai và Văn Hình em cũng chịu. Nghĩ tới bây giờ họ sắp kết hôn, em thật sự rất là vui. Vui thật. Đúng rồi. Không phải anh có chuyện muốn nói với em hay sao? Không có gì. Anh giải quyết xong rồi. Nhanh vậy sao? Vậy thì thôi đi, theo em đi gặp Văn Hình xem chị đang làm gì trong đó. Thôi, anh ở đây tiếp khách giùm anh hai. Không có cần đâu mà. Ơi, em đã nói sao? Với anh rồi, một mình anh ứng phó được. Vậy anh vào trong xem chuẩn bị tới đâu rồi. Những chuyện này không cần anh lo, em đã giao hết cho quản lý rồi. Anh làm sao vậy chứ? Kêu anh đi gặp cô dâu anh không thích như vậy sao? Đi 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 đi. Thật là. Alo, Văn Hinh, Lâm Đa Mỹ và Trần Tiếu Phi đi qua đó tìm con đó. Được được. Văn Hinh. Văn Hinh. Wow, chị xinh đẹp quá, giống như là tiên nữ hạ phàm vậy. Anh hai đúng là có phúc thật. Phải không phải Tiếu Phi? Phải. Đa Mỹ, em trễ. Nhìn chị căng thẳng quá à. Nhưng mà trước đó lúc em kết hôn với Tiếu Phi, em cũng rất là căng thẳng. Căng thẳng tới mức em không thể thở được. Chủ yếu á, là lúc em nghĩ mình sắp lấy Tiếu Phi, cảm giác giống như nằm mơ vậy đó. Đa Mỹ, cảm ơn em. Bận rộn từ sáng tới bây giờ, vất vả cho em rồi. Là người một nhà không cần khách sáo đâu, em không hề vất vả. Cứ nghĩ tới việc chị sắp trở thành chị của em còn vui mừng không kịp nữa kìa. Ê, Văn Hinh, đợi một lát. Đứng yên nha. Ê. Được rồi. Chị xem nè, chị cũng sắp thành chị của em rồi. Em còn gọi chị là Văn Hinh. Em nên sửa lại cách gọi. Chị hai. Tạm thời chưa thể gọi quen miệng được. Từ từ làm quen đi. Từ từ sửa. Những thứ dùng trong hôn lễ chuẩn bị chưa? Bỏ qua đâu? Chị không thấy. Thôi rồi, chắc để quên ở nhà rồi đó. Chị xem đản trí ghê chưa? Để em đi mua bó khác vậy. Khỏi, để anh đi mua. Không cần đâu, anh là đàn ông, chắc chắn không hiểu chuyện này. Nè, anh rót ly nước cho Văn Hinh đi. Nãy giờ ngồi ở đây đợi khác lắm đúng không? Chị ngồi nghỉ đi, em về ngay thôi. Được. Tôi không muốn uống nước.
Tôi không cần. Vậy cô cần gì? Tôi lấy cho cô. Điều tôi cần chính là hãy giữ bí mật chuyện quá khứ, chịu trách nhiệm cho hạnh phúc sau này của tôi. Sao hả? Mời bên đây. Khách sạn Mộc Cẩm Hoa giờ tạm thời là khách sạn tốt nhất. Có khách sạn tốt như vậy che mưa chắn gió cho em, chắc cũng hài lòng chứ. Em chỉ nói giỡn với anh thôi, anh tưởng là thật sao? Em khó khăn lắm mới du học trở về, dù em chỉ nói giỡn nhưng anh cũng phải chấp hành nghiêm túc. Anh Nam Định, anh vẫn đối xử tốt với em như vậy. Làm cái gì vậy? Nè, cô đang đi bộ hay là đang chạy bộ vậy? Tông thẳng vào người ta. Đúng là tông thẳng. Nhưng một mình tôi tông được sao? Sao cô không biết nói lý lẽ gì hết? Không sao chứ. Không sao. Tại sao lại không? Không sao là tốt. Chúng tôi quen biết. Sao cô lại ở đây? Hôm nay anh tôi tổ chức hôn lễ ở đây. Thì ra là hôn lễ của anh cô. Ừ. Nhìn cô khỏe mạnh hồng hào. Hết bệnh rồi hả? Hết bệnh rồi. Hơn nữa cũng không phải là bệnh nặng. Đúng rồi. Hôm đó cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện. Nếu không có anh, tôi không biết phải nằm ở dưới đất bao lâu nữa. Cô đó hơi ngoan cố một chút, nhưng mà tính cô cũng tốt bụng. Cô chạy cuốn lên như vậy muốn đi đâu? Để quên bó hoa ở nhà, tôi định mua cái khác. Không còn kịp nữa, tôi đi trước đây. Lâm Đa Mỹ. Em đó. Anh đã đưa cổ tới bệnh viện và còn liếc mắt đưa tình với cổ. Em ghen tị rồi. Muốn ăn giấm, lát nữa sẽ gọi một phần cho em. Ê, em mặc kệ. Dù sao hôm nay anh sẽ thuộc về em, không ai có thể cướp anh được. Đi, chúng ta đi ăn món ăn ngon. Nè, đừng có khoác tay của anh không đi được. Khoác tay anh thì sao chứ? Đừng có làm vậy nữa. Không lẽ anh quên mất, lúc còn nhỏ anh từng cõng em, chúng ta còn ngủ chung một chiếc giường nữa. Không cho em khoác tay có đúng vậy không? Vậy anh cõng em đi. Cõng em đi. Cõng em, cõng em, cõng em, cõng em, cõng em đi, nhanh lên. Đúng là hết cách với em luôn. Mẹ, chuyện Trần Nhi Lâm là con rể của nhà này, hai người có biết không? Biết chứ. Không có biết. Không có biết. Còn dám nói không biết. Lúc nãy con gọi điện cho mẹ. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Thật ra là như vậy. Vào cái hôm mẹ đem bánh cưới qua bên nhà họ Lâm, đúng lúc thì mẹ gặp Trần Cẩm Hoa ở mẹ đó. Mẹ, hai người có phải là người thân của con không? Hai người muốn hại chết con sao? Nè, tại sao chúng tôi lại hại con chứ? Mẹ là đang giúp con đó. Con đó toàn nghĩ xấu cho mẹ không à, không biết lòng người tốt. Dù gì á thì con cũng là con của mẹ. Dĩ nhiên mẹ muốn con lấy được người chồng tốt. Họ Lâm á là gia đình giàu có quyền có thế nhất ở đây, gia cảnh lại rất tốt. Lâm Đa Tuấn này thì yêu con say đắm. Còn nói nếu như bây giờ bỏ lỡ mất, sau này á con có thể tìm được người tốt hơn sao? Hơn nữa, Trần Nghi Lâm này á là cái thứ gì chứ? Cậu ta chẳng qua chỉ là con rể sống nhờ nhà vợ, cũng phải nhờ vào cái cô Lâm Đa Mỹ mới có thể ăn ngon mặc đẹp. Cậu ta có tư cách gì mà không cho con làm mợ hai chứ? Con nói có đúng không? Cho nên á, bây giờ điều con nên làm nhất đó chính là cứ việc yên tâm lấy chồng. Có đúng vậy không? Đúng. Đúng. Mẹ, mẹ đừng có châm dầu vô lửa nữa. Vậy bây giờ phải làm sao? Hôn lễ vẫn tổ chức chứ? Dĩ nhiên tổ chức. Chắc chắn phải tổ chức. Tình yêu đẹp như hoa, hôn nhân như mật ngọt. Và một ngày tốt đẹp như ngày hôm nay, tất cả các vị khách có mặt ở đây cùng nhau chứng kiến một ngày quan trọng của anh Lâm Đa Tuấn và cô Văn Hinh. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, kính mời cô dâu bước vào.
thưa cậu. Đà Tuấn, Văn Hình sẽ giao cho con. Cậu yên tâm. Xin chào cô dâu và chú rể. Chú rể, anh Lâm Đa Tuấn, anh có đồng ý chấp nhận cùng cô Chân Hinh trở thành vợ chồng hợp pháp không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.